Năm 1999, cái tên Ma Trận trở nên hot hòn hợp vào thời điểm ra mắt khi khai thác một chủ đề cực kỳ cuốn hút cộng với kỹ xảo bullet time kinh điển của mình. Không chỉ gây sốt bấy giờ, Ma Trận cho thấy nay đã trở thành thương hiệu huyền thoại bởi những thông điệp nhân sinh sâu sắc và giá trị bền vững theo thời gian. Trước khi đi vào tìm hiểu về thế giới ma trận, các bạn đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của MovieGeek để không bỏ lỡ những video thú vị về phim ảnh nhé. Ma trận là gì? Loạt phim Ma Trận lấy bối cảnh vào năm 2199 khi mà con người và máy móc đã trải qua cuộc chiến tranh căng thẳng. Giờ đây, quyền lực và sức mạnh vượt bậc đều rơi vào tay của những máy móc được sinh ra từ trí tuệ nhân tạo AI. Chúng chính là những cỗ máy thông minh ra đời từ đầu thế kỷ 21. Loài người trước khi thất bại hoàn toàn đã tạo ra đám mây đen che phủ cả bầu trời để máy móc không thể lấy được năng lượng từ đó. Vì vậy, AI đã nghĩ ra cách trích xuất năng lượng nhiệt và sinh điện học từ cơ thể con người. AI thực hiện cấu trúc di truyền, thực hiện sinh sản vô tính cho nhân loại. Con người sinh ra và lớn lên bên trong các bồn chứa đầy chất lỏng và vết cắm gắn khắp cơ thể. Vì con người còn phải phát triển cả thể xác lẫn tâm trí mới có thể sản sinh ra năng lượng, AI đã thiết kế lên môi trường thực tế ảo sống động như thật, được gọi là Ma Trận. Ma Trận chính là một thế giới giả lập mà AI tạo ra, lấy bối cảnh năm 1999 và giống y như thế giới ngoài đời thực mà khán giả đang sống. Không một ai trong Ma Trận nhận ra rằng họ chỉ đang tồn tại tâm thức trong thế giới ảo. Bên cạnh con người, AI cũng tạo ra những chương trình máy tính với mục đích khác nhau trà trộn vào Ma Trận để kiểm soát các sai số, cân bằng hệ thống. Tuy nhiên, sẽ có những con người khác biệt có thể nhận ra nhiều điểm kỳ lạ, có điều gì đó khác lạ trong thế giới mà họ đang sống. Vì vậy, chương trình chỉ điểm được tạo ra, chúng được xem là đặc vụ trong thế giới ảo. Chúng sẽ truy lùng và xử lý những con người có dấu hiệu nổi loạn, muốn thoát khỏi Ma Trận. Thế giới thực nằm bên ngoài Ma Trận, những người tự do cuối cùng đã thoát khỏi Ma Trận, di tản và trốn sâu trong lòng đất, gần lõi trái đất. Nơi đây được gọi là Zion. Cứ thế, loài người phát triển lớn dần và tìm cách cứu những người còn mắc kẹt trong Ma Trận. AI biết điều đó, tạo ra các cỗ máy truy lùng và tiêu diệt con người, mang tên Squiddy. Để tiêu diệt được chúng, con người phải sử dụng sóng xung điện từ EMP, từ những chiếc tàu bay quanh Zion. Khi con người muốn vào lại Ma Trận, họ phải có hệ thống kết nối phích cắm vào phía sau gáy, thiết lập đường dây chen vào sóng của Ma Trận. Để thoát ra, họ phải tìm được nơi có sóng yếu, thường là bốt của điện thoại, cắt mặt nó, chen vào sóng của hệ thống mới thoát ra và trở về thế giới thực. Tóm tắt lại, bộ phim có hai thế giới là thế giới giả lập Ma Trận và thế giới thực gồm thành phố của máy móc và thành phố Zion. Những nhóm nhân vật chính, phe AI, có các chương trình như đặc vụ Smith, kiến trúc sư, The Architect, nhà tiên tri, The Oracle, Merovantian, thợ làm khóa, The Keymarker, và phe con người nhận thức rõ thế giới thực gồm những người dân Zion, nam chính Thomas A. Addison, còn gọi là Neo, Trinity, Morpheus. Ý nghĩa của những cái tên. Phần lớn các nhân vật trong Ma Trận đều được đặt tên một cách có chủ đích nhằm góp phần phản ánh chủ đề chung của thương hiệu và vai trò của mỗi nhân vật. Nam chính có tên Thomas Addison trong thế giới ảo, hay còn gọi là Neo ở thế giới thực. Neo thực chất là cách viết của từ One trong The One, nghĩa là một, duy nhất, khẳng định anh là người duy nhất có thể giải cứu nhân loại. Trong tiếng Latin, Neo còn có nghĩa là mới mẻ, mới lạ, hoàn toàn phù hợp với cảnh phim anh chàng này thức tỉnh và lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới thực. Neo còn là một cái tên của một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Chicago, nơi đạo diễn Wachowski thường ghé đến khi còn trẻ. Morpheus trong thần thoại Hy Lạp là sứ giả của các vị thần, chuyên đi vào giấc mơ của người phàm để tiết lộ những sự thật ít ai nhận ra. Trong Ma Trận, Morpheus đóng vai trò là người đánh thức Neo khỏi cuộc sống giả tạo của Ma Trận. Ông là người luôn tin vào lời sấm truyền của The One và dùng mọi cách để giúp Neo thức tỉnh. Trong phân cảnh kinh điển của Morpheus đưa ra hai lựa chọn giữa viên thuốc xanh và đỏ, ông liên tục sử dụng những cụm từ giấc mơ, giấc ngủ hay thức tỉnh đúng như cái tên của mình. Trinity trong Kitô giáo chỉ chúa ba ngôi, Morpheus, Neo và Trinity có thể được gọi là ba hiện thân của ba người đó. Với Morpheus là chúa cha, Neo là chúa con và Trinity là chúa thánh linh. Nhân vật Trinity cũng gắn liền với con số 3 như cách cô mở đầu phim ở căn phòng số 303. Khi cô thoát khỏi cửa sổ mảnh kính vỡ cũng giống với đồng hồ chỉ 3 giờ.
hành trình giác ngộ của Neo. Bên cạnh cuộc chiến tranh giữa người và máy, Ma Trận còn cho thấy rõ nét hành trình phát triển nhận thức của một con người, cụ thể là nhân vật Neo. Đầu tiên là nhận diện vấn đề. Neo khi còn sống với cái tên Addison từ lâu đã cảm thấy có điều gì đó bất thường trong thế giới ảo mà anh đang sống. Trong đầu anh có muôn vàn câu hỏi về sự tồn tại của bản thân và anh phải nỗ lực để tìm lời giải đáp. Nhờ đó, Neo đã kết nối được với Morpheus và thế giới bên ngoài Ma Trận. Thứ hai, phân cảnh kinh điển khi Morpheus cho Neo chọn viên thuốc màu xanh hay màu đỏ, Neo đã bước đến lựa chọn hướng đi cho số phận của mình. Không hẳn là có đúng với sai giữa hai lựa chọn, tuy nhiên mỗi lựa chọn đều sẽ dẫn đến những kết quả cực kỳ khác nhau và quan trọng hơn hết là dám chịu trách nhiệm cho quyết định đó của mình. Bước thứ ba, Neo đã bắt đầu học hỏi những kiến thức và rèn luyện kỹ năng để thích nghi và dấn thân vào thế giới thực tại. Giai đoạn cuối là giai đoạn khó nhằn nhất khi Neo đã có thể tự mình tìm hiểu, hiểu ra mình, từ đó khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn mà chính anh lúc trước cũng không hề nhận ra. Đây có thể gọi là sự tiến hóa của riêng Neo khi anh đã thấu hiểu sâu sắc bản thân, là điều mà Architect, cha đẻ của Ma Trận cũng không thể lường trước được. Ranh giới giữa thật và ảo. Ma Trận ra mắt vào năm 1999 khi Internet đang từng bước phát triển. Người dùng dễ dàng tạo cho mình một địa chỉ email hay một tài khoản xã hội với danh tính tùy thích. Họ sẽ có một thế giới ảo cho riêng mình và đó dường như là tiền đề lý tưởng cho bộ phim Ma Trận khi đặt ra câu hỏi tương ứng. Liệu thế giới mà Neo và những người khác đang sống là thế giới thật hay chỉ là Ma Trận ảo được kiểm soát bởi hệ thống máy tính? Hay câu hỏi, cái gì là thật? Làm sao định nghĩa được thật? Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Platon từng nói, hiện thực hay sự thật có thể chỉ là một chiếc bóng trong hang mà người ở trong đó chưa từng ra khỏi cái hang, có thể không nhận thức được điều đó. Platon chỉ ra rằng, con người và các sinh vật khác được tồn tại dưới một chủ thể, tồn tại và cảm nhận mọi thứ qua năm giác quan chính đã giới hạn nhận thức của bản thân, khiến chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần bóng mờ của hiện thực và sự thật. Giống như Neo, là người bình thường nhưng sâu trong tâm hồn, luôn có những câu hỏi về sự tồn tại của bản thân và anh phải nỗ lực để tìm lời giải đáp. Morpheus đã nói với Neo, nếu thật là thứ cậu có thể cảm, ngửi, nếm, nhìn, vậy thì thật đơn giản chỉ là những tín hiệu điện từ được diễn dịch bởi não bộ của cậu. Vì vậy, chúng thường tiếp nhận sự thật hay hiện thực dưới những góc độ khác nhau do kinh nghiệm nhận thức của bản thân khác nhau. Ngay cả với Morpheus, những gì anh biết được cho đến hiện tại đối với anh là sự thật. Việc Morpheus nhất mực tin vào lời sấm của The Oracle cũng là một chi tiết cho thấy sự thật cũng có tính tương đối mà thôi. Bởi cho đến cuối cùng thì lời sấm chỉ là một công cụ dẫn dắt để The Oracle thực hiện được mục đích của mình. Tất cả cũng chỉ là trò chơi đấu trí giữa cha và mẹ của Ma Trận là The Architect và The Oracle. Một hình ảnh ẩn dụ nữa là cô gái mặc váy đỏ đã làm Neo phân tâm trong khi Morpheus đang giải thích về Ma Trận. Đó là một phần của chương trình huấn luyện Neo và cũng tượng trưng cho những cám dỗ trong xã hội thu hút ta, ngăn cản chúng ta lắng nghe sự thật. Chúng khiến ta mãi mộng mị trong những thú vui tầm thường mà quên mất việc đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tự lựa chọn và định đoạt số phận của mình. Với tâm lý một người bình thường thì khi trải qua một cú sốc như Neo, có thể sẽ mất phương hướng một thời gian và bị phụ thuộc nhất định vào thuyền trưởng Morpheus hay tiên tri The Oracle. Thế nhưng, nhân vật Neo gây ấn tượng mạnh bởi tính cách quyết đoán, bản lĩnh, có niềm tin vào chính bản thân và biến niềm tin đó thành hiện thực. Vô số lần, Neo đứng trước sự lựa chọn cho chọn viên thuốc xanh và viên thuốc đỏ, chọn cứu Morpheus, chọn trở thành The One, chọn cứu Trinity hay trở về nguồn. Con người chúng ta luôn phải đứng trước các sự lựa chọn, phải dũng cảm chọn để dẫn đến những bước ngoặt tiếp theo. Nếu chúng ta không dám làm, thì mãi mãi chúng ta vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Sức mạnh của niềm tin và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình là rất lớn. Khi con người bị biến thành cục pin tạo ra năng lượng cho AI, để giữ con người tồn tại, AI phải tạo ra ma trận để giải phóng tâm trí của con người. Điều đó cho thấy, dù cho phải chỉ là nô lệ, là công cụ cho máy móc, nhưng con người luôn cần có lý trí, dù là ảo. Morpheus từng nói với Neo, Ma Trận là một hệ thống, nhưng khi ở trong, cậu nhìn xung quanh, cậu thấy gì? Doanh nhân, giáo viên, luật sư, thợ hồ, tâm trí của những người chúng ta đang cố gắng cứu. Cậu phải hiểu rằng, hầu hết những người này vẫn chưa sẵn sàng để được rút dây ra, và nhiều người trong số họ đã trở nên quá quen thuộc, quá dựa dẫm một cách bất lực vào hệ thống, đến nỗi họ sẽ đấu tranh tới cùng để bảo vệ nó. Những con người trong Ma Trận hoàn toàn không bị kiểm soát tư duy, tâm thức cũng để thoát ra được hay không thì lại do mọi người tự đấu tranh và định đoạt số phận của họ. Sự tài ba của bộ đầu đạo diễn Wachowski.
Trước khi chuyển giới thành nữ, hai chị em nhà Wachowski sinh ra ở Chicago trong một gia đình gốc Ba Lan với tên gọi là Ariel và Lawrence. Bằng trí tưởng tượng siêu phàm trong việc tạo ra những thế giới siêu thực, cả hai đã cùng nhau sáng tạo ra những tuyệt phẩm điện ảnh mang tính tiên phong như bộ ba phim Ma Trận vào năm 1999, Before Vendetta vào năm 2005, Cloud Atlas vào năm 2012, hay loạt phim truyền hình CCA chiếu trên Netflix. Loạt Ma Trận có thể nói là siêu phẩm thành công bậc nhất của cặp đôi đạo diễn Wachowski. Sự đầu tư của họ cho thương hiệu càng chứng tỏ chất lượng đỉnh cao mà Ma Trận mang đến cho khán giả là điều không thể bàn cãi. Chị em nhà Wachowski từ lâu đã hâm mộ điện ảnh hành động Hồng Kông. Vì vậy, họ mời biên đạo võ thuật kim đạo diễn nổi tiếng Viên Hòa Bình tham gia vào ekip của phim. Các cảnh đánh đấm trong Ma Trận là sự kết hợp giữa võ thuật kung fu cùng dây cáp treo diễn viên tạo nên kỹ thuật waifu. Kết hợp với cú hit công nghệ kỹ xảo mang tên Bullet Time càng khiến cho Ma Trận thêm lý do để ngồi vào hàng kiệt tác viễn tưởng đến tận ngày nay. Bullet Time là một hiệu ứng đánh lừa thị giác, khiến con người có cảm giác con người và cảnh vật xung quanh đều bất động và chỉ có máy quay đang quay vòng quanh chủ thể giống như thời gian đang chậm lại. Hiệu ứng này được áp dụng lần đầu tiên trong bộ phim Ma Trận và mang đến thành công lớn đến mức thuật ngữ Bullet Time, viên đạn thời gian được dùng để chỉ hiệu ứng này đến mãi về sau. Bên cạnh những ý nghĩa nhân sinh mà Ma Trận để lại cho mọi tầng lớp khán giả thì vào năm 2020, đạo diễn Lily Wachowski đã chính thức đưa ra một xác nhận đầy thú vị. Ma Trận chính là một bộ phim nói về quá trình chuyển giới. Thế giới vào thời điểm đó chưa đủ sẵn sàng để hiểu ý nghĩa thật sự của bộ phim này. Loạt phim Ma Trận bấy lâu nay là câu chuyện về khát khao được chuyển mình, thay đổi và chúng được kể từ góc nhìn của một người chưa công khai xu hướng tính dục. Với góc nhìn mới đầy ẩn dụ này, Ma Trận còn mang ý nghĩa về hành trình khẳng định bản thân, dám sống tự do, những thứ vốn xa xỉ với cộng đồng người chuyển giới. How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Nói không ngoa khi khẳng định rằng Ma Trận là một trong những thương hiệu phim viễn tưởng sống mãi với thời gian và là tượng đài khó có ai vượt qua bởi những di sản mà nó để lại. Tác phẩm đã đặt cho mình những câu hỏi mang tính hệ sinh khi nhân loại đứng trước sự phát triển chóng mặt của công nghệ. Khán giả không chỉ thưởng thức những thước phim kỹ xảo bắt mắt mà còn có thể tỉnh lại để suy ngẫm về bài học mà loạt phim gửi gắm. Nếu đã xem đến đây rồi thì các bạn yêu đừng quên để lại cho MovieGip một like và một subscribe nha. Đó là nguồn động lực to bự để chúng mình mang đến nhiều video đặc sắc cho các bạn. Xin chào và mong sớm gặp lại các bạn vào những video sau nhé.